Chào mừng quý vị đến với kênh Bất Động Sản Thiện Nhân. Hôm nay tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đấy, trước khi vào nội dung chính của video này, quý vị hãy dành vài giây để bấm vào nút chuông và nút đăng ký của chúng tôi nhé. Để quý vị không bị lỡ bất kỳ một cái video nào mà chúng tôi đưa lên. Thì giới thiệu quý vị đây là một cái lô đất nằm ở lô góc giữa hai mặt tiền đường nhựa hiện hữu rồi. Thẳng cái đường này ra là đường tỉnh lộ 765. Đây, lô đất của mình ở góc này. Đây đường đường nhựa đây. Đi sâu vào trong kia là ra đến hồ Đá Bàng quý vị nhé. Thì từ đây ra tỉnh lộ 765 khoảng mấy trăm mét cây số đổ lại. Thì lô đất này có diện tích là 264, tức là 2.400 mét vuông. Chiều ngang là 40 mét. Chiều này 40 mét và cái chiều này cũng 40 mét luôn. Sâu vào bên trong thì nó phình ra. Thì cái này là 264, giá đang chào bán là 1 tỷ 8. 1 tỷ 8. Đây, lô đất này. Rồi. Đấy thì sơ bộ quý vị biết một lô đất ở đây là như vậy ạ. 1 tỷ 8, 264.